Đường Lương tên địa chỉ anh ấy. Khu 7 anh, xã Xuân Lộc. Anh Đông nhỉ? Khu 7 xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy. Để vào nhé. Ai để ra ngoài em. Bác Phú, bác Phí. Đây, vâng ạ. Tôi cũng tụ cá, xin kính chào các bác nhé. Vâng, hiện tại là 10 giờ của ngày 15 tháng 11 năm 2020. Ở trên ảnh quý vị nhìn đây là anh Đông nhá. Ở khu 7 xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Còn anh đang về tại cơ sở đồ gỗ Tùng Tám này ký duyệt một chiếc sập hương đá hàng VIP. Đây, khuôn tranh dày 10 ván 2 phần rưỡi đậm và không kiếm 10 phần, gần vèo rất là đẹp nha. Cái này hơi chật tí thôi mà không quay nó không. Đấy, kể cả và đốc ngang vân cũng đẹp. Kể cả đốc ngang vân cũng hoàn vẹo luôn các bạn. Mặt là hai lá rất là đều màu kia. Một tí thế đánh giá được mất luôn. Đánh ra ngoài rồi. Được rồi ạ. Bác nào có muốn sở hữu chiếc sập thờ như quả, à, chiếc sập ngồi trên quỳ dạ cá kiểu như của anh Đông ở Xuân Lộc, Thanh Thủy này thì xin liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nha. Chất liệu là gỗ hương đá, hàng rất là dày dặn, vân đèo rất là đẹp. Cái này là hoàn thiện lên rồi mới nét, mới đang nó chưa đánh bóng mà nhìn nó không được nét. Hay là lúc này em hoàn thiện trước cái này cứ chở trước. Trả trước được trước nhá. Không đã lắm rồi để đây nó chật. Được. Còn cái kia thì chở sau cũng được. Được. Còn em chào các bác nhá.